Thiện đâu? Trời, 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 trời. Kìa, sủa làm gì nhỏ sợ ghê vậy? Ủa anh Thiện lại. Đồ đẹp quá. Mới đi phát quà Noel về đó. Em quên cái vụ thứ bảy. Đã phát quà Noel về cho nên là ăn mặc vậy đó. Đó. Ây da. Ây da. Đó, giờ ăn chè chuối mà bỏ bột vô lên trên. Nhớ em thề thôi. Đó, vì sao? Ai làm đó đâu. Đi về tới hù luôn đó, về tới nhà tối mệt, ai cũng mệt. Cái ở nhà còn gì bày ăn nấy. Mất con. Bây giờ nấu nồi chè chuối nè, Vũ kêu nấu chè. Có chuối đem ra nấu chè. Rồi Vũ đi về mệt nằm phèo quẹo vậy ăn rồi nằm ngủ luôn, rồi thức dậy ăn tiếp. Ông mua đồ dễ thương quá. Dạ. Áo đỏ của chị. Bắt mặc cái áo Noel nữa đẹp lắm. Ông già Noel vào trong phim nè, ngồi cho coi đẹp lắm. Chụp hình dáng đẹp. Đúng rồi. Hả? Ngưng rồi. Nghe nghe hả? Nghe gì? Nghe gì con? Hả? Nghe gì? Hả? Ăn không? Thôi đừng cho ăn bậy cái ối á. Sơ sót cũng đừng cho ăn bậy nữa. Ăn không? Ăn không? Anh gì? Anh Bình. Nhấp. Anh Bình. Anh Bình có đi nha. Mì Thái Lan không? Có mì Thái Lan không? Mấy mì đó, mì gói không? Mì mama đó. Thôi em ăn kia rồi. Ăn mì gói có ăn không? Ăn miếng giấm đi. Miếng giấm ngon hơn. Ở nhà có giấm đâu nữa vô. Nhà bơ. Mình có mua giấm không vậy? Bơ. Sao nó mỏng ra? Đây là có cái coffee nữa à. Sắc rồi. Cho nó kéo coffee một cây nè. Ủa sao nãy cho con gái tôi kiếm không có? Nó nằm bên trong á. Nó gung như là bà nội tôi vậy. Cái này hả? Ừ. Đây nó yếu quá. Yếu thì chụp mẹ đi. Cái nó mày hơn chứ gì. Không phải hơn mà nó yếu. Để cái điện thoại lên não nó gung. Do cái phone nó nặng á. Nãy giờ kêu chị chiên thịt bò. Nó nói thịt bò chưa có gã đá. Không ăn gã rồi nè. Chịu vậy về nó ăn gã ăn cua rồi. Ăn rồi đó chứ. Mà Vũ ăn hoài vậy đó. Ăn chút chút ăn liền liền à. Nè, nấu chè chuối. Rồi bỏ bột collagen vô chè chuối ăn. Bỏ chừng 2 hũ á. Thiệt, bỏ bột collagen vô thì chè chuối. Thì đúng, thì nhưng mà bỏ 2 hũ. Đó, bây giờ này cho cả nhà coi. Bột collagen thiệt mà bỏ vô chè chuối. Tại vì, thay vì á Hằng có nói là bột collagen cả nhà hỏi Hằng vậy chứ. Bột collagen có dễ uống không? Hằng thậm chí mấy chị hay hỏi mà Hằng nói, Hằng thường hay nói ở trên trên cái màn hình của Hằng là đối với Hằng thì sáng Hằng uống cà phê Hằng bỏ vô, bữa tối Hằng có thể uống nước chanh, nước chuối Hằng bỏ vô, hoặc là bữa tối Hằng ăn chè, ăn canh gì Hằng bỏ vô ha. Đó, 1 muỗng rưỡi sáng, 1 muỗng rưỡi chiều, 1 muỗng rưỡi. Đây là bột collagen của UNK, nó chiết xuất từ da con cá tuyết và 100% thiên nhiên, được FDA chứng nhận nha. Có nhiều khán giả gọi có một anh thôi chứ không nhiều. Hằng có nói là FDA chứng nhận 100%. Nếu ai không tin, search lên vô cái website và search lên FDA chứng nhận 100% hoàn toàn thiên nhiên. Nó có những cái tác dụng gì nó đều nằm ở trên một cái hộp. Nếu ai không tin, có 68 đô thì mình cứ mua về mình uống thử. Và thậm chí hỏi Hằng mua một hũ uống có kết quả không, Hằng nói có 68 đô không phải thuốc tiên. Nếu như mấy anh tin thì mấy anh cứ mua uống thử từ 2-3 hộp trở lên. Còn đối với Hằng là Hằng thấy tóc của Hằng rụng, cái da tóc con rất là nhiều. Và cái thứ hai, mấy cái khớp xương của Hằng nó đau thì Hằng cũng bị giảm đau, hết đau ngay cái đốt xương của cái ngón chân út mà Hằng đi.
Thì Hằng đi gót cao, guốc cao rất là nhiều khi đi chơi, đi shopping mà Hằng vẫn không thấy đau nữa là Hằng biết nó có kết quả rất là nhiều nha, rất là hữu hiệu đối với Hằng. Còn nếu mấy anh mấy chị có tin thì mình cứ mua mình uống thử, tại vì nó đây là giống như một cái dược thảo thiên nhiên, thì mấy anh mấy chị phải thử từ 2 tới 3 hộp thì mình sẽ biết kết quả. 68 đô. Nếu mấy anh chị có nhã hứng thì gọi Hằng Kali với số điện thoại 408-206-1934 hoặc là viết tin nhắn gửi về Hằng Kali 408-206-1934 nha, để được khủ bột collagen của UNK thử như thế nào nha. Giờ đây hỏi chút coi ăn chè chuối nè. Giờ đây hỏi chút coi ăn chè chuối nè. Ăn chè chuối nè, có chè chuối nè thiệt. How are you? Good. Good rồi đấy, đứng đây coi. Để đứng đây coi. Để tôi quán bán quảng cáo không hỏi coi. Anh chàng đẹp trai. Anh chàng đẹp trai. Trời đất ơi anh chàng đẹp trai khỏe hả? Ờ khỏe hả? Khỏe. Đó, rồi bữa nay là người ta về thăm má. Chọc nữa rồi. Bữa nay về thăm má hả sao hơn? Bữa nay về thăm má, rồi bây giờ là Dễ Hơn nó xào bò lên để cho Thiện cuốn rau ăn với mắm nêm, chỉ có mắm nêm sẵn đó. Đó, rồi nãy giờ giống như là Hằng đã nói là bột collagen thì Hằng uống rất hiệu quả rồi, nhưng mà trong uống ngoài phải thoa. Thì thật sự nếu mà chịu kiên trì xài giống như Hằng, da mặt căng bóng luôn, hồng hào luôn. Đây là một cái chai tế bào gốc nhau thai nha cả nhà. Tế bào gốc nhau thai này nó chỉ có 168 đô thôi nè, hai vợ chồng đứng đây. Đó, 168 đô thôi cả nhà. Nhưng cái tế bào gốc này Hằng đang xài. Và đây một cái chai kem chị nám và tàn nhang có 108 đô. Nếu da ai không điều màu thoa lên nó sẽ căng bóng mịn luôn nha. Nếu mấy chị có nhã hứng với cái bộ dưỡng da của Hằng Kali, mấy chị gọi cho Hằng Kali nha. Gia Hân xài thử đi Gia Hân. Nè, thật sự là em thấy cái da chị bóng không? Thiệt. Em có nhiều dầu lắm em mới xài. Phải làm xiên, phải làm xiên. Đó, nhớ nha cả nhà, gọi Hằng Kali với số điện thoại. Phải giữ lại đỏ đỏ vô, phải giữ đứa đây vô. Giữ đứa đây vô. Kinh mạch cái bạn. Đó, mấy anh chàng đỏ đỏ xanh xanh kinh mạch vậy đó. Ờ. Nha, nhớ gọi ngay Hằng Kali số điện thoại 408-206-1934 để được bộ sản phẩm UNK. Tết mua đồ áo dài của đàn ông mà cái này lắm, hút gì nè, thuốc điện tử không có gì hết á. Này là giống như thuốc điện tử, giống như thay vì mình không có hút thuốc lá ở trong nhà, hút thuốc lá cái hôi, hút thuốc điện tử nó chỉ có giống như là cái mùi trái cây mà này kia đó. Dạ nó sợ, nó hỏi cái này là cái gì á. Thuốc điện tử thì Vũ mua có chị kiểm việc mà, đừng lo. Có chị Hằng đứng canh. Mua thuốc lá điện tử là thuốc lá điện tử. Đó. Nha, đó bữa nay là hai vợ chồng về thăm má. Rồi vợ thì nấu cho chồng ăn xào bò. Gia Hân xào bò cho Thiện ăn. Đó, bữa kia là thích đòi ăn bò cuốn cuốn với rau với mắm nêm. Cho nên mua để tủ lạnh tới bữa nay đó. Đó. Rồi bây giờ đó là xào ăn. Rồi bây giờ là cái này là cái nhau thai tế bào gốc tốt dữ lắm nha. Còn thực sự có cái loại Hằng đang xài cái chai mà nó nâng cơ da mặt chống lão hóa cấp tốc á, trời ơi nó căng bóng tới khi Hằng rửa mặt mà đây nè, cái má Hằng nó đỏ nè, cái này là thiệt, đỏ thiệt đó. Vũ thì hỏi Hằng uống rượu hả, bây giờ biết rồi không có uống rượu, phải không Vũ? Có uống rượu không? Cái căng bóng đỏ vậy nè, nó hỏi bà uống rượu cái gì sao cái mặt bà đỏ đỏ hoài vậy? Nó tự nhiên có uống rượu. Nó căng mà nó căng đỏ luôn á cả nhà, thì nó mịn á. Cho nên là thử nha, mua chai nhau thai nè, với chai chống lão hóa nâng cơ da mặt, với chai sáng da cho da không đều màu, bảo đảm da mấy chị không đẹp không ăn tiền. Nhưng mấy chị phải xài đúng theo cách của Hằng hướng dẫn là phải thêm cái rửa mặt sạch nha. Rồi nước làm cho săn chắc da nha, xê khích lỗ chân lông nha. Rồi mấy chị một tuần mấy chị phải tẩy tế bào chết của trên da mặt mình ít nhất 3 lần. Hằng là Hằng tẩy 4 lần tại vì Hằng mất cấp. Cho nên nếu thật sự mấy chị mà follow theo đúng Hằng hướng dẫn xài bộ collagen UNK mà mấy chị không đẹp là không lấy tiền ha. Ok mấy chị nhớ gọi Hằng Kali nha. Rồi bây giờ coi hai vợ chồng với Gia Hân nấu ăn kìa. Ủng hộ chị Hằng nha cả nhà mình. Dạ, yeah, ủng hộ hai vợ chồng của Gia Hân nữa nha. Mua đồ cho Gia Hân nó cũng có hai vợ chồng nó vui vẻ. Lúc này hai vợ chồng Gia Hân buôn bán được không?
Cũng ok hả? Bữa nay thì nhóm của Hằng đi phát đồ cả ngày luôn, nhưng mà tại vì không có kêu Gia Hân là nó đi không có nổi đâu, nó mệt tại nó phải ngủ ban ngày. Còn nhóm quên luôn. Ờ vậy hả? Nhóm đi tới 6 giờ tối 7 giờ mới về đó. Đi lội từng con suối luôn, chân cảnh sụi sụi hết luôn. Mà kéo đồ nhiều dữ lắm. Có chè chuối hả em? Ông đang lặt rau. Ờ vậy hả? Ừ thôi lặt rau đi, hai chồng làm đi. Bắt ảnh lặt rau rồi. Bột collagen Hằng bỏ vô chè chuối ăn nha. Mình ăn cái gì mình bỏ vô đó không sao hết trơn cả nhà. Ngon quá. Đó, tại vì chè chuối hồi bữa đó có sẵn rồi. Lột sẵn cái ướp đường bỏ tủ lạnh. Thì nãy Vũ nói nấu chè chuối ăn bà Hằng ơi. Được kìa, nấu luôn. Tính đi ăn cái em cũng hẹn đồ ăn ở ngoài. Cái ghé này tính là mì bò mà lấy. Ở đây đồ ăn ghé lúc nào cũng có mà lấy ra làm ăn là có rồi, đi ra ngoài ăn chi. Ăn ở nhà cho vui. Đồ ăn tủ lạnh, chị bỏ gà đây hai con kìa. Ngày mai ghé làm gì phải không? Luộc xé rau găm mình ăn với mắm gừng. Ngon lắm. Chị bỏ ra đây luộc á. Bữa nó mua 4 gà, gà quý phi luôn á, ăn để dành luộc. Thấy Gia Hân nó cũng thích đó, nó thích thì ăn gà luộc đó, Vũ cũng thích nữa. Mua 4 con gì bỏ vô tô đá. Đó, vậy hai chồng vợ chiên chồng lật rau đi. Nghĩ đi cho nó tình tứ rồi với người ta đi. Nó lật rau. Đứng làm gì đâu em. Rau vậy đi. Đứng làm gì đó. Chè chuối ngon quá. Có cho anh Thiện uống collagen đều không? Kêu anh uống. Uống thì Thiện uống cho tóc nó mọc ra cho đẹp Thiện. Uống hết thì qua chị đưa nữa chứ uống. Uống Thiện và một chén chè chuối bỏ vô đi. Ăn xong rồi ăn chè chuối. Ăn chè chuối không? Ăn chè chuối đi. Ăn này xong rồi ăn chè chuối. Ngon, ăn xong hết ăn chè chuối hả? Chè chuối ngon quá. Vũ ăn thêm Vũ. Vũ đi tắm đi Vũ. Làm gì? Đang vui vẻ mà đâu có gì đâu, tự nhiên cái nó vậy nó không biết luôn. Con Rubik nó chạy vô ốc anh hả? Con Rubik nào mà nó gan dữ gì? Nó dám chạy vô rồi cái nó làm nó tháo đám em anh gì không? Con ngu bịch nào vậy? Trời ơi, ngu bịch nào chứ ngu bịch nữ quá. Mà nữ ghê quá. Không. Nó chửi. Chửi tà le á. Chửi tà le á. Tà le học me á. Tà le học me luôn à. Tà le học me ra, để tôi lấy chiếc nhẫn lại cho nè. Bữa nay đeo Cartier. Cartier, cái này Cartier này ha, đẹp lắm á. Con Cartier nè. Quá là xuất sắc luôn. Con Cartier này đẹp quá anh Thiện này. Quá đẹp luôn. Cái mặt của nó này. Cartier đẹp quá. Nó bụng không? Nó bụng không? Nó bụng không? Con Cartier đẹp ha. Nhưng mà bây giờ anh thấy coi nha. Đẹp á. Anh ít cái đụng. Rất là đẹp. Nó lại vô mấy cái lỗ này phải mà xanh thế à. Mấy khuôn lỗ mà phải mà xanh thế. Đẹp quá trời luôn nè. Đẹp quá. Cái con này nè. Đẹp quá trời. Đẹp quá. Ủa cái lẫm quá hả? Nè. Đẹp quá. Ông vỗ con này từ sáng ra luôn. Mài hả? Lấy cái gì vỗ? ổng lấy giấy nó chùi. Chùi cho nó bóng. Ổng cười nguyên một ngày luôn. À, chùi rồi cười. Ổng cười hả gì đó trời, ổng vui nguyên một ngày luôn. Dạ hả? Vui lắm. Ổng vui rồi ổng nói chuyện vui lắm trời ơi, nói chuyện gì trên mây, trên gió, trên thiên đàng gì trời ơi. Cái hả? Nó vui mà ổng cười mà. Thiên đàng miệng ngục luôn. Ổng cười, ổng cười. Vui hả? Vui quá, ăn cơm rồi ráng ăn cái gì? Cười quá trời luôn, tôi nói trời ơi, vui trời, nó biết cái gì mà không vui dữ. Sáng giờ rồi ăn gì? Nói sáng giờ không ăn gì hết trơn hả? Cái này cắt rồi. Sáng giờ ăn cái khoai.
khoai lang, khoai mì rồi ăn gì á, cơm gì đó thôi. Có nghĩa là làm biến nấu á chị. Biến nấu. Ngày hai đứa ngủ. Không phải ngủ mà ăn ngủ được không á. Không ngủ được không á, biết đâu à. Nghĩa hả? Do ăn thức vậy luôn? Hai ngày luôn. Nghĩa á. Ngủ được, ừ. Chắc chắn luôn. Thức luôn, không sao, hai ngày luôn, không không nghĩ được gì luôn. Biết bị gì. Cái anh nói chuyện á, nói chuyện vui quá trời luôn. Nghĩa đi. Cười đi. Cười ra này. Vui mà. Hai đứa vui vẻ là được rồi. Nhiều khi em không một mình. Cái bài đó em hát viết hay lắm, mới viết. Nè hả? À, mới viết hả? Mới viết. Hay lắm. Mới sáng tác luôn. Ồ, quá hay luôn. Được, một cú là em viết cái bài đó chưa có 45 phút xong. Vậy đó. Hay lắm. Thì hát luôn được không? Hát được. Hát được. Nhưng mà đâu có lên trên karaoke để hát được hả? Đâu có, cái đó là mình phải phối nhạc nữa. Phối nhạc. Viết xong rồi phải nhờ người phối nhạc nữa. Hay lắm. Trời ơi, cái bài đó nghe hay lắm. Trời ơi, chè ngon quá mà không lẽ muốn ăn nữa. Nó ngọt quá, nó béo nữa. Hay lắm. Nhớ uống bột collagen này đều nha, chưa? Uống nó mọc tóc đẹp lắm thiệt. Uống được. Phải không uống hả? Uống đi. Nè, hay lắm nè. Tôi đã biết miền đời dối gian, dẫu cho nhân thế như thế nào, thằng em mãi yêu anh chẳng đổi thay. Thì thôi anh ơi, thì thôi anh ơi, ta nắm tay nhau không bao giờ lìa xa. Wow. Đôi khi em muốn quên thời gian để quên đi hết nỗi buồn đau, mà ai đâu thấu nỗi lòng của em. Thì thôi anh ơi, thì thôi anh ơi, ta hãy sống vì nhau, hãy quên đi những ngày tháng khổ đau đã qua. Nhiều đêm em khóc thật nhiều, nhiều đêm em suy nghĩ thật nhiều, nghĩ còn mình sao lắm trái ngang, còn anh thì sao, còn anh thì sao, em biết phải làm sao. Nghe chưa? Mong sao cho trời sáng xua đi, chúng ta yêu nhau hết cuộc đời này, không cần biết thế giới này ra sao, em mãi yêu anh không bao giờ phôi pha. Wow, cái lời hay quá vậy. Phối nhạc đi ha. Ủa, phối nhạc lên là nhạc trẻ. Phối nhạc đi. Cái nhạc trẻ. Nhạc trẻ đó. Ừ, là anh thích nhạc trẻ cho nên mình làm nhạc trẻ, nhưng mà em sẽ viết nhiều bài. Nhờ phối nhạc bài đó chứ. Để hát cao kê. Nổi hứng đó. Viết gì ảnh. Chứ chưa bao giờ mà viết một người đàn ông nào mà bài hát nào chứ ít lắm. Hay dữ ta. Sao mà làm cho tôi xúc động mà tôi viết nhạc vậy trời. Cái này phải xúc động từ trái tim mới viết ra được nhạc. Tôi viết nữa, tôi viết nhiều lắm á, hồi nãy đó. Nhắm nhém ở ngoài đó là viết nữa đó. Viết nữa. Trời, xong mà tự nhiên cho tôi một cái trái tim bự vĩ đại quá rồi tôi viết nhạc vậy trời. Được thì thí dụ đâu phải ai mình cũng có cái cảm giác đó đúng không? Khi gia hân phải có cái cảm giác yêu thiện thật lòng mới có ra nghĩ ra được những cái cảm xúc, mới có ra được những cái lời nhạc. Đó. Cho nên là phải trân quý nó thiện. Cái lúc mà nhiều khi em khóc thật nhiều, nhiều khi em suy nghĩ thật nhiều, còn anh thì sao, còn anh thì sao, em biết phải làm sao. Nhưng mà đổi lại lại là còn anh thì sao, anh quá nhiều đau khổ ha. Cái xong cái em hát cái chỗ mà em khóc thật nhiều, cái ông tưởng đâu là em nói là tình khóc thật nhiều, nó không phải. Em nói là cuộc đời của em á, cuộc đời có nhiều khi là em khóc thật nhiều, em suy nghĩ thật nhiều, không biết cuộc đời mình nó đi về đâu đó. Nghĩ phần mình sao lắm trái ngang, còn anh thì sao, còn anh thì sao, anh quá nhiều khổ đau đó. Còn anh thì sao, còn anh thì sao, anh quá nhiều khổ đau. Nhưng mà em đổi lời lại là em biết phải làm sao đó. Gì đó, anh quá nhiều khổ đau đó. Xong cái trời sao tự nhiên cái đầu quất một cái, một cái bật luôn. Trời ơi, bài hát xong một bài luôn. Thì đó lẹ lắm mà khi cái bài mà
đừng để kiếp sau đó em cũng viết rất là lẹ luôn á, cũng như là nó có feel gì á, giống như có feel á, khi nó chạm tới cảm xúc mình á. mà anh Thiện sao mà tự nhiên làm cho em mà phải xúc động vì anh mà em viết nhạc viết nhiều lắm á, có thể là viết do em thôi chứ đâu có gì anh đâu. Vậy hả? Chỉ nói thương em thôi hả? Thì do anh có cảm xúc với Thiện á mới ra được những cái lời nhạc nhanh như vậy. Cái là có tình yêu, có cảm xúc á. Phiêu được thì đẹp, phiêu với anh có làm em cái gì đâu hả? Anh không có làm em gì đâu hả? Có làm gì không mà để cho rồi thôi, ăn đi. Chạm tới trái tim em. Ngồi đó đi, em làm cho. Ngồi đó đi, em làm cho ăn đó, thấy chưa? Rồi, đất ơi. Em biết phải làm sao, phải làm sao. Anh quá nhiều khổ đau. Rồi, đất ơi. Một hôm sau trong trời nắng xua đi. Chúng ta hãy yêu nhau thật lòng. Cho dù thế giới này có ra sao, em vẫn yêu anh không bao giờ đổi thay. Wow, hay quá vậy. Quá trời. Cái đó kêu người ta phổ nhạc đi ra. Hay đó ra. Phổ nhạc rồi quay lên MV á. À. MV hay lắm á. Cho gì phổ nhạc ở Việt Nam nó rẻ mà nó rẻ nữa. À hả. Mà em hát chay lên đó lên thế nào cũng có người copy à. Hồi đó là em viết cái bài đừng để lúc sau người ta copy á. Vậy đó. Người ta copy là người ta phổ nhạc ra hả? Người ta copy lại là đừng hẹn kiếp sau. Tại cái bài đó nó view quá cao á. Cái 3 triệu mấy á, cho nên là nó copy. Rồi cái bây giờ là em với anh Thiện nó bảo mạng đó. Thì mình hát cái bài này lên thế nào cũng có nhiều người copy á. Copy để ra nhạc á. Thấy anh Thiện hả? Thiện ơi. Thiện ơi. Thiện suy nghĩ gì vậy? Suy nghĩ gì trong đầu vậy? Suy nghĩ gì vậy? Suy nghĩ gì vậy? Suy nghĩ bánh tráng đi. Suy nghĩ bánh tráng. Suy nghĩ đói bụng quá ha. Suy nghĩ đói bụng, suy nghĩ bánh tráng đâu. Giữa cái này á. Bài hát kia mình nghe hay quá trời hát kia hả? Ừ. Có hay đó. Cái đó hay đó, phổ nhạc đi cho hơn để hát nha. Còn em thì sao? Em hỏi còn anh thì sao đấy. Em quá nhiều khổ đau, còn anh thì sao? Để cho đây chỗ này không? Quá hay thì sao? Làm xúc động cả thế giới đi. Giờ này ăn cà rem hả? Có chè chuối không? Ăn cà rem hả? Hả chị Hằng ăn cà rem. Cánh đặng thế giới như vậy. Tình yêu không mình tình yêu không biên giới. Không phải này, tình yêu là không ganh giới. Tình yêu không biên giới, không ganh giới. Ganh giới. Người ta nói em á là tại sao mà quen có mấy ngày. Ủa, chị cứ hỏi mấy người này. Quen mấy ngày. Rồi cha mẹ ở Việt Nam thời xưa đó chị đâu có quen đâu mà cũng lấy nhau đó. Cha mẹ anh chị. Đúng rồi, ông bà bắt đi cưới á. Bắt cưới đó, có thương với nhau đâu mà nói gì đó chị. Nói em có quen có mấy ngày mà đâu có tình yêu đâu. Vậy nhưng mà sao thời xưa càng là ông nội bà nội bà ngoại ông nội. Đúng rồi. Cái đầu đưa gả cưới nhau rồi cái thương nhau ở nhau mặt đầu đó. Đúng không vậy? Đúng rồi. Cho nên là đâu có cần tình yêu mà đâu có cần gì. Gặp nhau là mới đầu thì gặp em là người ta kêu là tình yêu sét đánh phải không? Anh Thiện mới đầu gặp em đánh thích từ đầu rồi. Thích em rồi. Nhưng mà anh không dám nói phải không? Chưa dám nói ra. Anh thấy cái đẹp anh mê từ đầu rồi. Dạ, lúc đó là ta đã là rụng tim rồi. Thích rồi, thích từ đầu rồi. Tim gan gì đã rụng rồi, nhưng mà chưa có nói ra. Nó sao lấy hết trơn cà đen mà nó thấy thì sao? Chị nhớ không? Cái vũ lên ngày đầu nhớ không? Chạy lên đất nhớ không? Cái em vô phòng con ngủ đó. Cái ngoài đây chạy mất tiêu. Đi mất.
cái xong cái em gặp ở tự nhiên cái số sau tự nhiên gặp ở ngoài mặt ra nồn nữa. Trời trời trời, gặp ở ra nồn là làm cái gì đó. Cái gì là gặp với chị là làm thứ ba đó là vô luôn đó. Vậy là đỉnh mạnh đó. Oh my god. Vậy lịch sử luôn á chứ. Cái đó là đỉnh mạnh đó. Lịch sử luôn á. Đã luôn đi. Số rồi đó. Cho anh tốt em gì không? Tốt nha, em hiểu nha. Phục này đỉnh kêu đã luôn. Đừng mua tiêu nè. Đây đây. Đừng mua tiêu. Đi ngồi ăn đi. Để mua tiêu. Đi nào. Ăn khá. Đúng. Vậy mà nói là đang nhớ chị Hằng. Kêu anh em mua ra đây. Nghe hả? Kêu lại đây hả? Đòi lại đây hả? Phải không? Có không? Ơi sơ sơ, ngày nào mà không ghé chứ, ngày nào mà không ghé mà lên television thì không muốn lên mấy. Ồ, người ta đã ngày nào cũng muốn đòi ghé. Chứ mình lên nêu thì không có muốn lên. Mango, mango. Cái này mango. Gọi là lên nêu đấy ha. Mango. Từ anh không biết gì hả? Mango. Ờ. Mango. Mình làm gì làm anh không biết. Dạ. Cái gì? Thôi em ơi. Thôi em ơi. Ngồi ngắp ngắp mẹ. Ờ, buồn ngủ rồi, no quá em ơi. Dạ, ăn chè rồi. Ăn chè kìa anh nói. Thôi thì ăn chè ngon thôi. Thôi, thôi. Ăn miếng chè đi. Ôi, chiếc chè chuối ngon dữ lắm, ăn đi. Em mà ăn là em ăn tô bự luôn. Trời, chè chuối ngon quá trời luôn. Tô bự luôn mà em đáng ăn thôi, em ăn bự. Ổng thương con chó rồi lắm mà. Dạ, yeah, chó thương mà. Chó dễ thương quá. Ổng đâu có bị allergy gì đâu. Ừ. Có đó. Đâu, có nào? Có ngứa không? Có. Có không? Ngứa chỗ nào? Tưởng tượng đó ông ơi. Vũ thì giờ có con soi sót làm bạn kìa. Soi sót đeo Vũ như là cái gì vô. Có làm đá trên giường không? Không. Dẫn đi đá hoài thì nó không đá trên giường. Ừ nãy giờ như không có dẫn đi đá Vũ ơi. Soi sót nãy giờ không có dẫn đi đá. Chấn động thế giới luôn. Chấn động. Giật mình luôn. Bây giờ ta giật mình luôn. Hết hồn. Hết hồn. Trời, vậy nó béo ngon chứ. Ăn thử coi. Nhưng mà ngon. Thử đi. Chị nấu ngon. Ngọt. Ngon hơn cà rem của Vũ ăn. Vũ thích ăn ngọt mà. Đúng rồi, lóc nó lại. Vô nói vậy nè bà, lóc nó tưởng nó lại hả? Lóc lại, nó cái tàu nó giả, nó đi vô tiếp, lóc nó lại. Nó tức quá đó, tức quá chàng luôn. Tức là nó tưởng nó là giả đó. Mà nó lấy thiệt, nó nói quê quá. Tại vì nó lấy thiệt á, cái nó nói giả thì nó quê quá, chị biết không? Cái nó chàng vô, nó nói xấu mình. Chịu không? Chàng vô, nó nói xấu mình, nó nói này nó kia đó. Nó bộ làm cho mình tức vậy đó. Quá hậu gì, quá hậu gì, thua con gì, phi phi tạ gì. Con ngon không? Con chua. Chua hả? Chua là hay có chuối á. Chuối nó chua chua. Chua. Ngon quá. Cái này mà có đậu lên ăn ngon đó. Làm gì? Cái này là chuối tươi hay là chuối hộp vậy? Không hộp á. Anh chứ hành, chuối tươi hay chuối hộp vậy? Chuối chín á, chuối tươi luôn á. Chuối tươi mua về vú cho chín á. Chút lên ấy đi cho anh ăn một ly ha. Nay cho anh ăn một ly ha. Ừ, bưng vậy ly. Bưng ly cho anh ăn ha. Anh thích ăn ngọt mà. Trời, ổng cũng nhịn ăn với lắm đó chị. Em kêu anh á.
em thì em mất ăn. Sao giờ chơi mấy con dê được không? Đi chơi mấy con dê gà. Có dê cũng đã sợ. Mấy dê đặng nó dạng nó lại chơi. Vô nó tập chiêu với mình, nó một hai đồi tập chiêu cho bạn được. Rồi gà kêu nó bây giờ gom tụi nó lại tiếp ơi. Nó tập trung lại hả? Nó kênh nó đi lên xong nó đi ngược trở lại. Mấy con? Nó vô lần mấy con? 5-6 con. Wow, nhưng mà dê gần hả? Không, dê người ta nuôi. Dê nuôi mà nó dạng. Dê nuôi chứ đâu phải dê gần. Chiều sao nó tự nhiên nó bị nhát. Tự nhiên nó bị nhát nó bỏ chạy. Nó nhìn con chó say đắm luôn. Nó mới vô nó phải coi lại coi tại sao nó bỏ chạy. Không cười. Xong nó bỏ chạy xong rồi có con mèo ra nữa. Con mèo ra thử nó mà khèn cái nó chạy luôn. Bắt kêu luôn. Nó cũng sợ con mèo. Con mèo dữ lắm, mèo cái đuôi nó bự nè. Wow, mèo dữ vậy. Mèo cưng hả? Cái đuôi bự như là con scan vậy đó. Con mèo á. Mà em thấy anh Thiện á, ảnh giống như Mỹ hay giống mấy con mấy thằng bòi Mỹ. Lớn lên đây mà. Như Mỹ luôn. Chẳng qua là mình sống theo cách Mỹ thôi. Chẳng qua là mình nói tiếng Việt, ổng nói tiếng Việt chứ thằng sự là ổng phải nói tiếng Anh. Tại vì tiếng Việt ảnh không thấy. Tiếng Việt nói đâu có được nhiều, bây giờ là nói được nhiều đó. Là tại vì đi lên bờ theo mấy người Việt rồi nói chuyện với chị nhiều á. Chứ hồi trước là nói tiếng Việt nó không hiểu gì hết á. Hồi trước lần đầu tiên, mấy lần đầu tiên xuống suối gặp nó là nói chuyện cái Việt nó không hiểu gì hết. Bây giờ là biết nhiều lắm rồi đó. Việt cũng vậy nữa. Việt cũng vậy đó. Đâu biết tiếng gì Việt đâu. Bữa đêm gì sao rồi? Việt vẫn ngon lành. Để bữa nào kêu nó lại đây. Đi chơi. Để bữa nào hẹn đó. Rồi cái dẫn Thiện đâu cho nó thấy Thiện đẹp lại thôi. Đúng rồi ha. Tại vì bữa đó ông chưa thấy anh Thiện. Chưa thấy Thiện đẹp. Đúng rồi, chắc ông mừng lắm á. Hãy cho nó thấy Thiện đẹp rồi. Là ông mừng lắm á, tưởng là ông biết rồi chứ. Bây giờ để coi cái bữa nào là hẹn nó thứ bảy thì 4 giờ nó mới đi làm. Để mình hẹn nó đi chơi buổi trưa, đi ăn buổi trưa. Ok, ta đi uống nghe coi. Đó, cho nó thấy nè, giờ Thiện có bạn gái rồi nè. Lên bờ rồi mà tội nghiệp nó cứ muốn có bạn gái hoài à, mà nó chưa có bạn gái. Có cái bà kia, còn Thiện thì bạn gái lại đeo bằng mầm. Có cái bà kia, bà kêu chị là giúp cái thằng nào ở dưới suối mà nó không có răng, mà nó làm răng. Bà gọi chị không, nè làm răng đó. Làm răng được là nó lên bờ luôn. Cái thằng đó nó nói thì không phải gặp chị mới được. Thì đó, phải gặp chị coi nó làm sao, rồi chị phải dẫn nó tới bác sĩ người ta nhận mới được nữa. Chứ mà nó không làm răng là nó là làm răng là nghiệt lên luôn á. Còn lên bờ là lên là được chuyện với nó thôi, chứ chị không đem về nhà nữa, mệt. Canh đâu nổi tụi nó không đem ai, tại chị buôn bán phiền lắm. Mà tối ngày chị ngồi nhà chị canh tụi nó giết chết đói à. Tại vì tụi nó cai nghiện phải canh tụi nó không chết đói à, thôi giờ chị phải đi làm việc, đi buôn bán nữa. Bây giờ hy vọng có ai hero giống em á. Chỉ có thí dụ ý chí của nó, nó được phải đi vô trường cai, chị làm chương trình cho nó vô trường cai chứ không cần phải lại nhà này. Chị có nói rồi, cũng hai ba thằng gọi đòi cai lại đây ở. Chị nói không cần lại đây. Chịu cai, chị làm chương trình, chị đưa vô trường cai, đâu có tốn đồng nào, có chính phủ lo. Chị là ông Quyền quá, anh có phước. Ông Quyền có phước mà ông không biết hưởng thì thôi. Ông sĩ nữa. Ông sĩ cũng vậy, được ở sướng như ông vua vậy, không biết hưởng hay gì đó. Nay anh Thiện nhìn đẹp quá, đẹp quá trời, đẹp lên nhìn nổi ông bà tài tử vậy đó. Không ngờ luôn á. Không ngờ anh Thiện luôn á. Đẹp trai vậy đó, bọn hết rồi. Thiện thiện tay, thiện tay cái này cái gì tay. Đây chắc của Vũ hả? Thiện tay, thiện tay. Hồi sáng cầu nguyện cũng lâu á. Dạ, nói theo cho hắn hả? Đánh, nó đánh. Tại vì là con sa tăng, con quỷ sa tăng nó trong người hắn, biết không? Thì chúa nó đánh nó. Đánh với nhau vậy là nó đánh như là em đọc kinh nó mà ổng úp đầu như nè. Thôi vậy hả? Đánh nó, đánh nó. Tại vì mấy con ma sa tăng á, cái dụ dỗ á, là hút. Khi em đọc kinh cầu nguyện. Cầu nguyện á, cầu nguyện bóp cái đầu luôn, ổng nói theo luôn. Nhưng mà khi mà em đầu cầu nguyện lâu á, bóp cái đầu á,
vậy đó. Nó là đau đầu hả nè? Giống như là chịu không nổi á. Chịu không nổi. Dễ hả? Nó đánh lắm, mới đầu mà cầu nguyện nó đánh. Tại cái đó là quỷ mà, trong lòng là quỷ. Là Chúa vô đó nó đánh. Ừ. Nhưng mà phải quyết tâm làm, nhưng mà ổng nghe lời. Ừ. Kêu ổng làm cái gì ổng nói nấy. Nghe hả? Ờ, kêu ổng nói, Chúa ơi thương con, Chúa ơi thương con, Chúa ơi xin xin Chúa ban phước lành cho con, rồi hết cai nghiện. Ừ. Cho con quên hết những cái chất đó. Ừ. Cho con thương yêu gia hăng suốt đời. Ừ. Xin Chúa giúp đỡ con. Ừ. Rồi xin Chúa thương yêu con vậy đó. Ừ. Xin Chúa cho con quên hết cái những cái đó. Rồi nói lâu lắm. Nói hơn bớt cái đầu ông này. Ừ. Anh biết á, hồi xưa bà Diễm á, bà Diễm hút thì ke chắc chị biết nè. Diễm Dân á, em cũng cầu nguyện cho bả đó, bà có khùng á. Ừ. Đánh á, nó làm cho bả ghê lắm luôn á chị. Bữa đó em mới gặp bả. Bả giờ cũng khùng lang thang rồi. Tìm bả ngoài đường. Em có quay bả, em cho bả 20. 2 mango ạ. Để mặt mấy con lên camera. Mấy bên thật lộn. Đánh thương mango. Đang tính chạy cho nó dằn cái đen từ từ bớt ghì cái đen nè. Là cái gì? Đen, cái mặt đen á hả? Đen quá. Làm sao cho nó dằn bớt? Chắc nó khát nước rồi. Có chán nước. Thiện ơi, cho nó uống nước đi, chắc nó khát nước rồi. Nó mới ăn được bò, có chán nước rồi. Nghe nó thèm rồi. Ừ. Cầu nguyện đó, anh Thiện cầu nguyện được chị, anh cầu nguyện em quá. Xuống đi. Cầu nguyện đi. Cầu nguyện thử đi. Cầu nguyện đi rồi. Đi không quá à. Ê nè, tôi trả 100 bữa chứ suối đưa cho tôi nè. Này không phải thiệt. Không phải thiệt hả? Ồ má nó phải tiền thiệt kìa, đưa cho Gia Hân đổi cho. Gia Hân đổi cho nó nha. Không bị ảo á. Thì đổi đi, đưa cho Hân đổi tiền thiệt. Hả? Không, chút xíu đi qua mặt rồi ông ngoại. Không có gắt, cầm đi chút đi qua mặt mua. Ồ tiền qua mặt làm ra. Tớ hỏi tiền qua mặt làm ra hay gì kìa Gia Hân vậy hết. Ừ, tiền giả. Hả? Không bị ảo quá chị, sáng giờ nó chuyển sang. Đổi với Gia Hân đi, sợ giả thì đổi đi Gia Hân cho nó đổi. Chị còn ngây thơ dã man. Ủa ăn chè đi thiện, chè ngon không chết không ăn. Ăn rồi hả? Ngon không? Sẽ chạm vào nỗi nhớ. Sẵn sàng đập cái màn cà lê. Ngồi kinh nghiệm phải không? À, vậy đó. Anh ngồi chồng đi. Giờ mình biết rồi. À, vậy không?
cũng chậm xuống. Ừ. Ghê không? Xe đi. Đúng không? Ừ. Cũng phải bao thăng trầm chứ không phải một cái một nó suôn sẻ đâu. Thì cũng cái này cái kia bao thăng trầm rồi cố gắng vượt qua rồi từ từ nó mới ổn định lại. Chứ không có dễ mà hơi lên một cái suôn sẻ liền đâu. Thông cảm đi. Đôi biến lên đây rồi đại có phước à, quá có phước luôn, quá có phước luôn mới gặp Gia Hân đó. Ơi gặp có một cái người yêu mà. Em không biết chơi á, không bao giờ đi đâu, đâu có biết đi bạn chơi. Nói chung em á, không biết á, không bạn bè không đi đâu á, làm cuộc cội cái đi về nhà ngủ á, anh thấy luôn sao đây đây luôn á, sao đây đây rồi em ngủ nhà luôn mà, không đi đâu chứ. Có khi anh ngồi đó cái anh nhìn em cái anh không nhìn không biết cái gì mà biết không nhìn mình giống như trên trời giấc xuống vậy đó, cũng nói với con sao cô này cũng nằm ngủ vậy đó, mà cổ sống giống kiểu này vậy đó, ngồi nhìn là giống như là suy nghĩ gì không biết nữa. Hiện ta chỗ ăn thôi đó, tối sáng này á chạy là anh nó khe nha, em nhớ khe đó, tại anh cho nên nó mới chạy, trời ơi, cho nó ăn hết nguyên cây cà rem luôn, cho cà rem hả? Ừ, cho cà rem. Đừng có cho anh chocolate nha, không được nha, chó ăn chocolate chết đấy. Đậu xanh chị mua bún mì con bún mì cho nên là bơ là ít bơ thì là qua mặt qua. Anh có ăn buổi sáng đó, thì anh ăn bơ với chia bơ với cái trái chân đó, chân chay luôn vậy nè. Trời ơi, cô bác ăn nè, cô bác ăn, nó chảy nước mắt luôn bây giờ. Mà cái ông thầy sao không thương chó quá, giống thương mèo nữa. Mèo với chó. Ôi hứa. Ở trong là không bao giờ biết đi đâu, không biết uống rượu, không biết chơi bời, không biết gì hết, làm không. Cha ông mẹ chị. Ừ. Trời ơi. Yeah.
cô đơn đó mà coi. Tội chi xử. Có tội là tội chi xử. Mười bốn, mười lăm, mười bốn gì đó.